Sơn xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị khán thính giả, chương trình Thế giới tuần qua lần này đến với quý vị với luật sư Hoàng Duy Hùng, cựu nghị viên thành phố của Houston. Xin mời luật sư Hoàng Duy Hùng. Trước hết chúng tôi xin kính chào tất cả quý vị trưởng thượng, quý bạn trẻ của đài VN TV và xin kính chào Nam Sơn. Thưa quý vị khán thính giả, lần này thì chúng tôi lại một lần nữa trở lại với cái vấn đề di dân và cái cuộc nội chiến ở tại Syria, là bởi vì trong tuần vừa qua rất là nhiều sự kiện mới mẻ xảy ra mà chúng ta không thể bỏ qua được. Trước hết thì xin mời luật sư Hoàng Duy Hùng có thể tóm tắt cái tình hình tổng quát về vấn đề di dân cũng như vấn đề nội chiến Syria hiện nay như thế nào. Vâng, thưa anh Nam Sơn và toàn thể quý vị thính giả, trong tuần qua thì có rất là nhiều biến động, thí dụ như là cái cuộc bầu cử của thành phố Houston, cuộc bầu cử tổng thống, rồi ngay cả cái vấn đề mà ông Boehner, chủ tịch Hạ viện ra đi, vân vân, rất là nhiều chi tiết, nhưng mà chúng tôi sẽ đến với quý vị trong những cái chương trình kỳ tới với Nam Sơn liên quan đến vấn đề đó, để quý vị an tâm rằng chúng tôi không bao giờ để quên đi những cái đề tài quan trọng nóng bỏng đó. Nhưng mà chúng ta thấy ngoài cái những cái đề tài nóng bỏng đó, thì có một cái đề tài mà trong tuần qua nổi bật nữa, đó là đề tài mà người dân ở tại Syria di tản sang Âu Châu và có những lời ra tiếng vào, rồi luôn cả chuyện mà Nga đã oanh tạc những kháng chiến quân ở tại Syria cũng như đánh quân Hồi giáo như thế nào, thì chúng ta thấy đó là những cái biến động rất lớn mà chúng ta cần phải quan tâm. Và còn có một cái quan tâm nữa, đó là cái vấn đề mà đã ký xong hiệp ước TPP giữa Hoa Kỳ và những quốc gia liên quan đến đó, thì chúng tôi sẽ trở về với những cái đề tài này một cách chi tiết hơn. Và bây giờ thì thưa Nam Sơn, là chúng ta đi sâu vào cái đề tài ở tại Syria. Thưa Nam Sơn, trong tuần vừa qua đó thì chúng ta thấy Tổng thống Barack Obama và ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Kerry thỏa thuận và nói là vâng, chúng tôi đồng ý để cho Nga oanh tạc ISIS ở tại Syria. Và khi quý vị có thể đã thấy rằng là Nga bay qua cái bầu trời của Thổ Nhĩ Kỳ và oanh tạc kháng chiến quân, là nhà nước Hồi giáo trước. Nhưng mà dân Syria thì lại la lên rằng khi ông oanh tạc ISIS thì ông oanh tạc luôn tất cả những kháng chiến quân đang chống lại Tổng thống Assad. Và chúng ta lại thấy có một cái cảnh là không phải là bay qua không phận của Thổ Nhĩ Kỳ một lần, mà xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ hai lần, rồi có thể đến lần thứ ba. Thì lúc đó đó thì Thổ Nhĩ Kỳ đã la làng lên rằng là trời thì quan đảng, ông nói ông lạc vô sao lạc được, ông bay xâm phạm không phận của chúng tôi. Nhưng mà có một cái điều mà rất là nhiều người ngạc nhiên là bên Thổ Nhĩ Kỳ nói vâng, bây giờ đó đã lỡ rồi như vậy đó thì chúng ta có một cái sự thỏa thuận để làm như thế nào chúng ta cùng hợp tác đánh tụi ISIS. Dạ, nhưng mà xin ngăn luật sư Hoàng Duy Hùng ở tại đây. Cái vấn đề ở chỗ là tất cả từ Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ đều đồng ý cho Nga oanh tạc ISIS. Nhưng mà oanh tạc ISIS không có nghĩa là oanh tạc các thành phần đối lập với Assad. Nhưng mà Nga thì lại oanh tạc phần lớn là vào những cái vùng mà của những cái tổ chức, những cái lực lượng mà nó chống lại do Assad thôi, chứ không phải là nhà nước Hồi giáo nữa. Dạ vâng, thì đó là cái điều mà lý do tại sao đó Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng là chúng tôi lỡ mà các ông bay qua không phận chúng tôi rồi, bây giờ là chúng tôi muốn có một cái sự thỏa thuận, một cái sự hợp tác. Thì trong cái đề nghị cái hợp tác đó thì nói là ông chỉ được thả bom với nhóm ISIS, chứ ông không được đụng chạm tới nhóm những người mà kháng chiến quân. Đó là cái điều mà được đưa ra, thưa anh Nam Sơn. Nhưng mà nó có một cái nữa. Thì trong lúc mà đang bay qua mà gọi bỏ bom vậy, có một vị thượng, tức là ta gọi là giáo chủ, tức là Hồng Y đó, mà là giáo chủ coi người Công giáo mà theo chính thống luôn ở tại Syria, là Đức thượng phụ giáo chủ Ignacio Joseph Yunan thứ ba. Ngài bay qua làm cái công việc mục vụ ở tại Toronto và Ottawa, nước Canada. Thì thưa anh Nam Sơn, đáng lẽ khi mà thấy có những cái biến động ở tại Syria như vậy thì Ngài kêu gọi chỉ là lòng thương, giúp đỡ cho dân Syria khỏi nghèo khổ, nhưng mà Ngài lại không lên tiếng đó. Mà Ngài lại lên một cái tiếng nói mà có lẽ là nhiều người rất là ngạc nhiên, là Ngài kết án Hoa Kỳ là cái người gọi là chủ mưu đằng sau, gây sự phân hóa, gây sự chiến tranh tàn khốc ở tại Syria, không giải quyết được vấn đề. Và Ngài nói cái ước vọng gọi là làm một cuộc cách mạng mùa xuân ở Ả Rập ở tại Syria là một ước vọng không tưởng, nhưng mà có quá nhiều âm mưu đằng sau.
thì chúng ta lại thấy Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có một cái số phản ứng. Thì ngài nói nhưng mà chúng tôi không bao giờ có cái chuyện đó. Nhưng mà không phải là một mình Đức Thượng Vụ này nói không mà tôi đâu. Đã nhiều tờ báo cũng đã bình luận, nhiều nhà bình luận cũng đã nói về vấn đề này. Và họ nói rằng cái sự xáo trộn tại Syria này, đây là một trong những âm mưu của Hoa Kỳ. Thì luật sư nghĩ sao về cái lời kết luận mà cho rằng đây là âm mưu của Hoa Kỳ? Vâng, thưa anh Nam Sơn, trước khi đi vào cái kết luận đó thì chúng ta lại thấy cái phản ứng của người dân, mà người di dân, tại vì chúng ta đang nói di dân mà. Người di dân của Syria thì chúng ta đã thấy là một cái thảm cảnh rất là tang thương, nhất là những cảnh mà em bé bị chết bên bờ biển ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, vân vân. Và những cái chuyến gọi là đi hàng vạn cây số, hàng ngàn cây số đi qua bên Âu Châu, và nước Đức đã mở rộng cánh tay như thế nào thì quý vị đã coi những hình ảnh đó rồi. Nhưng mà trong tuần vừa qua đó, thưa anh Nam Sơn, nước Đức lên án nói rằng là có một số người di dân Syria vô ơn với chúng tôi. Vô ơn, đáng lẽ họ qua rồi nhưng mà họ vô ơn, họ lại đổ tội lên trên Tây Phương và Hoa Kỳ. Cho nên họ nói rằng cái gánh nặng này là cái mà là coi như cái quả, gần giống như cái danh từ nhà Phật là quả báo. Mấy ông ráng mà chịu đi, tại chính mấy ông gây nên chứ không phải là tụi tôi. Là đó là tại sao là cái người di dân lại có những cái gọi là cái phản ứng lạ lùng như vậy. Rồi chúng ta lại thấy như vậy là bên phía Sudan thôi. Thì tổng thống Sudan là ông Omar Bashir. Ông tổng thống nói chứ, cái này có gì lạ đâu, cái chuyện di dân ba chuyện đó nè. Cái lỗi là Boko Haram và ISIS là hai cái con gọi là quái vật do tình báo Hoa Kỳ, tình báo Mossad là tình báo của Israel á, và tình báo của Hoa Kỳ gian dựng lên. Đây là một cái ông phù thủy, hai con phù thủy đó làm lên hai con quái vật này, nhưng mà không khống chế nó nổi. Tức là có những cái vụ mà quý vị xem phim á, nhiều người phù thủy làm nên những con quái vật, nhưng rồi á, chưa khống chế nổi, hay là để cho nó như thế nào. Thì đó là lời kết án của Tổng thống Sudan. Nhưng mà chúng tôi xin cắt lời luật sư Hùng ở đây ở chỗ, là nếu nói rằng cái tình báo của Do Thái và tình báo của Hoa Kỳ là đẻ ra hai cái con quái vật này, tức là cái nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan và cái nhóm Hồi giáo cũng cực đoan Boko Haram ở tại Nigeria nữa, thì họ được cái lợi gì khi mà họ đẻ ra hai cái con quái vật này, nếu mà như cái giả thuyết đó đúng? Dạ vâng, cái câu trả lời của câu hỏi của Nam Sơn á, được ông giáo chủ của Iran là ông giáo chủ Ayatollah Khamenei ông là giáo chủ. Ông cũng tuyên bố tuần vừa rồi chứ không lâu nữa hết. Ông tuyên bố trên TV, truyền hình của Iran và được báo chí của bên phía Ả Rập họ phát đi rất là nhiều. Là chúng tôi có bằng chứng, nó dùng danh từ rất là rõ ràng, chúng tôi có bằng chứng đó là Hoa Kỳ đứng đằng sau ISIS. Chúng tôi có bằng chứng Hoa Kỳ đứng đằng sau Boko Haram. Cái người mà quý vị đã nghe đó là gọi là Tổng Tham mưu trưởng quân đội của Iran là ông tướng Firuzah Tadi. Thì ổng cũng đã từng tuyên bố là đây là một số bằng chứng, mà bằng chứng đó là những cái hình ảnh. Là thí dụ, ông thượng nghị sĩ John McCain tháng 5 năm 2013 gặp gỡ nhóm ISIS như thế nào, gặp gỡ lãnh tụ Baghdadi, anh Baghdadi như thế nào. Họ sẽ đưa ra, đã đưa ra rồi. Cái vụ này rất là mới rồi nha. Họ đưa ra rất là nhiều chi tiết từ quý vị. Thế thì ông giáo chủ Ayatollah Khamenei, ông nói rằng là chúng tôi có bằng chứng. Và tại sao Hoa Kỳ lại làm chuyện này? Thì ông nói một câu nói là ngắn gọn, là chia để trị. Là Hoa Kỳ không muốn một Iran có một sự liên minh, cái khối Iran qua luôn cả cái khối người Kurdish ở trên phía bắc của Iraq, qua tới Syria, Lebanon, lập ra một cái liên minh Hồi giáo mà của họ mà vững mạnh, có thể làm đưa đến. Họ nói nếu không có Hoa Kỳ thì có cái vương quốc của hồi xưa ta gọi là Ba Tư đó, thưa quý vị, là Iran đó. Với vương quốc Ba Tư này có thể được tái lập lại với một cái hình thức là tôn giáo Hồi giáo mà Shiite. Thì Hoa Kỳ đã gọi là chia để trị, tạo cái Hồi giáo và nhà nước Hồi giáo ở phía bắc của Iraq, mà tôi dùng cái danh từ là Kurdish, thưa quý vị, là cái người thổ dân Kurdish ở đó, và bây giờ chiếm luôn phần đất của Syria để gọi là ngăn cản cái bước tiến này gây sự phân hóa. Rồi họ mới nói là những bằng chứng như thế nào. Đó là cái chuyện mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái phản ứng của ông thượng nghị sĩ John McCain như thế nào. Nhưng mà luật sư nên nói rõ hơn là
cái việc gặp gỡ của ông John McCain và El Baradei, tức là lãnh tụ của nhóm Hồi giáo cực đoan, ở đâu và lúc nào? Rõ hơn một dạ chút. Vâng. Dạ. Cái cuộc gặp gỡ của ông John McCain, thượng nghị sĩ John McCain, mà quý vị đã biết ông thượng nghị sĩ John McCain đã từng ra tranh cử tổng thống của đại diện cho đảng Cộng Hòa. Mà hiện nay đang là chủ tịch của ban quân vụ của Thượng nghị viện nữa. Đúng vâng, và là về vấn đề tình báo luôn của Thượng viện, là một nhân vật rất quan trọng. Tháng 5 năm 2013, bất ngờ ông có một cái chuyến viếng thăm Damascus ở Syria, không có báo trước. Và người ta lại thấy rằng sau đó có những cái hình ảnh ông chụp, ông họp chung với những người mà trong giới tình báo gọi đây là lãnh tụ tối cao của ISIS, là ông al-Baghdadi, và rất là những người lãnh tụ của nhóm Hồi giáo cực đoan. Thế thì là khi mà đưa cái tin chi tiết này ra đó, thì quý vị thấy rằng tờ New York Times, tờ La Guardia của nước Anh đã bình luận và hỏi ông John McCain tại sao có cái cảnh này. Là ông John McCain là một người ứng cử viên, từng là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa cho chức tổng thống, rồi bây giờ ở cái chức vụ cao như vậy lại gặp gỡ. Thì ông nói rằng là chứ không phải, đó không phải là ông al-Baghdadi. Đó là một cái người nào giống ông al-Baghdadi chứ không phải al-Baghdadi. Và ông từ chối, ông không bình luận, là đó là người ta hiểu lầm, lộn rồi, không phải. Đó là cái lời tuyên bố chính thức của ông John McCain. Nhưng mà một trong những ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa là ông Rand Paul, ông nói rằng là chứ sao lạ nhỉ, hình ảnh đó mà nói rằng là giống thôi, người giống người. Tôi cũng không tin. Thì thưa quý vị đó, chính cái câu nói của ông Rand Paul đó, thì một số đảng viên Cộng Hòa mà họ cho rằng là, tôi xin lỗi, là cực hữu của đảng viên Cộng Hòa đó, nói là ông Rand Paul tại sao không tin lời lãnh tụ là cho một cái nói, cái điều đó là chắc lẽ là đúng. Nhưng mà đó, ông Rand Paul đặt cái câu hỏi như vậy thôi. Thì chúng ta lại xem thấy rằng là cái trả lời của bên phía của những người như là Iran, hay là của những người mà ở bên Syria, họ nói rằng là chứ làm sao mà người giống người được. Đây, những cái nét này, những cái gọi là cái khuôn mặt, cái bộ râu như thế nào á, thì họ cho rằng cái người đó là chứng thức là ông al-Baghdadi. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái lời trả lời đó, thì giờ phút này á, ngay cả tình báo của Hoa Kỳ cũng không có một cái câu trả lời yes hay no. Họ chỉ để yên người, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Mà làm cho nhiều người có cái cảm giác là có lẽ là đúng. Tại sao lại ông John McCain lại đi gặp một cái người như ông al-Baghdadi? Thì bên phía của Iran là ông giáo chủ Ayatollah Khamenei, ông đưa ra như vậy này, thưa Nam Sơn. Ông nói, này, quý vị xem thấy nha, cái nhà nước Hồi giáo này nó mới được thành lập rất là ngắn thôi, trong vòng có vài năm, chính thức là từ năm 2010. Nó xuất thân là từ một cái cánh của gọi là một cái nhóm ở tại Iraq, là do là coi như cầm đầu nhóm Al-Qaeda ở Iraq thôi. Nhưng mà chính thức được thành lập và công bố cho mọi người biết là từ năm 2010. Mà lúc đó, đó thì Nga không ủng hộ, chúng tôi không ủng hộ, những cái cường quốc không ủng hộ, thì lấy đâu mà gọi là tự nhiên một cái như này nó nổi lên, gọi là có súng ống vũ khí đầy đủ để mà chiến đấu, để trở thành một cái lực lượng có thực lực. Nếu mà không có một nhà nước nào, một cái quyền lực nào ở đằng trong rất là mạnh yểm trợ, thì làm sao cái nhà nước này có thể nổi lên dậy được? Khi mà những người như Iran nè, Syria nè, Nga nè, những tất cả những cái quốc gia chung quanh đều chống đối, thì tại sao lại nổi lên được? Rồi họ nói như nè, họ đặt ra cái câu hỏi mà tôi nghĩ chúng ta cũng nên nghe khía cạnh họ hỏi sao. Họ nói thí dụ như cái cuộc tấn công vào phía bắc của đông bắc của Iraq là thành phố Mosul đó, là quý vị nhớ cái vụ đó. Là anh Nam Sơn nhớ không? Một cái lãnh thổ rất là rộng lớn ở miền bắc của Iraq. Và thành phố Mosul là một thành phố lớn thứ nhì ở tại Iraq. Nhưng mà anh chắc anh Nam Sơn nhớ là trước khi mà ISIS vào đó thì sao? Phải chạy hết trơn. Là quân đội của Iraq bỏ chạy hết. Mà cái điều đó là một điều rất là lạ lùng, là bởi vì cái thành phố này là một thành phố lớn và quân đội ở đây rất là hùng mạnh ở tại chỗ này. Mà lực lượng Hồi giáo tới đây lúc đó còn rất là yếu. Mà từ khi tấn công lại, nguyên cái quân đội chạy hết. Mà đặc biệt là chạy để hết súng ống đạn dược, tất cả vũ khí, những cái kho đạn dược vũ khí để lại hết. Cái câu hỏi của ông Ayatollah Khamenei là như sau. Một quân đội đang đóng chốt chỗ một cái nơi quan trọng vậy, khi bỏ đi
Nếu mà gọi là sợ đó thì đốt hết luôn kho đạn đi chứ, đốt hết xe tăng tàu bè rồi gì xin lỗi thiết giáp đi, nhưng không, để nguyên lại còn nguyên vẹn, không có một sơ gọi là hư hại gì nào, để cho Hồi giáo chiếm lấy và sử dụng làm của riêng mình. Thì họ nói đây có phải là một hình thức mà CIA gọi là trang bị cho quân ISIS hay không? Một hình thức tức là chúng tôi đưa qua bên ông Iraq, nhưng mà rồi ông Iraq bỏ chạy để lại nguyên vẹn lại cho ISIS. Đó là cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là bên phía Hoa Kỳ ngày hôm nay không dám trả lời, hoặc là có một cái gì đó không hiểu hết. Thưa Nam Sơn, đó là những cái trường hợp mà xảy ra, cho nên chúng ta mới thấy khi mà người ta có câu hỏi với những người Hồi giáo đó là ISIS có phải là con đẻ của tình báo Hoa Kỳ hay không, thì thưa quý vị, ngạc nhiên thay, 90+% người Hồi giáo từ Ả Rập cho đến nhất là tại Iran là nó là đúng. Cho nên là cái phản ứng của vị của họ đó, khi mà họ qua bên nước Đức đó, họ nói rằng, họ nói chúng tôi không có lấy cái gì mà gọi là quý vị có trách nhiệm trên chúng tôi không biết ơn. Đó là lý do tại sao quý vị thấy cái hiện tượng mà người di dân sang bên nước Đức hay một số nước Âu Châu, họ không có lấy làm một cái gì gọi là biết ơn với những người mà cưu mang họ, vì họ cho rằng chính Tây Phương và Hoa Kỳ hay là với cả Do Thái đứng đằng sau dàn dựng lên những cái cảnh này để cho mà gọi là chia đất trị, tan nát cái người gì Hồi giáo không còn thống nhất lại được. Dạ, thưa luật sư, bây giờ thì cái tình hình đổi khác đôi chút. Dạ. Bây giờ Nga đã nhảy vô. Dạ vâng. Nga đã oanh tạc từ những chiếc tàu đã pháo kích vô từ trên máy bay xuống để mà đánh cái nhóm nhà nước Hồi giáo, hay là đánh luôn cả những lực lượng chống Assad nữa, thì ai cũng thấy rõ ràng rằng nước Nga đang ủng hộ ông Assad và muốn cái chế độ này tồn tại. Dạ. Dạ. Như dạ. Vậy thì luật sư nghĩ rằng cái cuộc chiến này nó sẽ đi về đâu và vai trò của Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến này sẽ như thế nào? Vâng, thưa anh Nam Sơn, để trả lời câu hỏi của Nam Sơn thì chúng ta lại coi cái nhận định của vị giáo chủ ở Syria là Đức Hồng Y giáo chủ Ignacio Joseph Yunan đang công du ở tại Ottawa. Yeah. Thì ngài trả lời như vậy nào. Là cái việc mà gọi là cách mạng mùa xuân Ả Rập đó, mà muốn tái lập lại một cái hình thức nào, cái thế cân bằng ở tại Trung Đông á, nó không cân bằng chút nào, mà nó gây ra cái cuộc chiến, nội chiến mà bởi vậy cho nên mới có di dân. Thì ngài mới cho rằng là chúng tôi là ngài đó đang ủng hộ ông Assad, tổng thống Assad, vì tổng thống Assad mới giữ được cái trật tự này, còn không á là Syria sẽ phải rơi vào không phải là một tay ISIS mà rất là nhiều người Hồi giáo cực đoan sẽ gây đến biết bao nhiêu nồi da sáu thịt. Cái điều này đó thưa quý vị, nó làm cho một số những đảng viên Cộng Hòa, tôi nói thí dụ như quý vị nghe trên chương trình đó là của đài 740 AM ở đây, ông Michael Berry là một trong những người đảng viên Cộng Hòa mà gọi là phân tích thực sự rất là nhạy bén. Thì ông nói rằng là chúng ta hãy học những bài học. Bài học đó mà khi mà chúng ta giúp cho quân Taliban chiếm lấy Afghanistan, đánh lật đổ chế độ Cộng sản ở tại Afghanistan, thì chúng ta lại đưa lên một con quái vật nó còn tàn bạo hơn chế độ Cộng sản, rồi chúng ta lại phải đem lật đổ nó năm 2003. Và ông lại nói rằng là chúng ta nghĩ rằng chúng ta lật đổ được cái chế độ của Tổng thống ở Ai Cập, thì bây giờ chúng ta lại thấy rằng là Ai Cập xáo trộn còn hơn ai hết, khi mà lên những cái người gọi là Muslim Brotherhood lên, rồi chúng ta lại không đồng ý, rồi chúng ta lại để cho những cuộc xáo trộn khác, rồi chúng ta để cho Trung Đông đưa đến, thì chúng ta nghĩ rằng là họ sẽ gọi là hài hòa hơn, nhưng mà thực sự đó, cái kết quả đó, nó là những cái người Hồi giáo cực đoan sẽ coi Hoa Kỳ là kẻ thù không đội trời chung, về lâu về dài sẽ bất lợi cho chúng ta vô cùng. Học bài học đó, chúng ta, ông lại xin lỗi một lần nữa, có hai cái xấu thì chúng ta phải chọn cái xấu ít hơn. Không thể nào mà nghĩ rằng ô ông Assad ông là độc tài, rồi chúng ta phải lật đổ ông Assad đi, thì chưa chắc đã đưa ông Assad xuống thì lại một cái chế độ gọi là độc tài mà khát máu còn kinh hoàng hơn của Hồi giáo cực đoan. Đó là cái điều mà họ đang bàn luận. Thì anh Nam Sơn hỏi thì chúng tôi xin trả lời, đó là họ đang rút tỉa, họ sẽ không để ông Assad ra đi. Và cái điều đó đã thấy rằng những cái tín hiệu được đưa ra là bây giờ học những bài học đó, họ muốn giữ lại ông Assad, thưa anh Nam Sơn. Dạ, nhưng mà họ muốn giữ lại ông Assad như vậy
trong khi Mỹ và Tây Phương là muốn ông Assad ra đi. Anh nghĩ rằng, cái luật sư nghĩ rằng cái bên nào sẽ có thể chiến thắng? Nghĩa là cái bên giữ ông Assad, tức là do Nga và Iran muốn, và bên Hoa Kỳ và các nước Tây Phương này muốn, bên nào sẽ có ưu thế hơn trong cái việc này? Hiện nay á, chúng ta thấy là Hoa Kỳ bắt đầu chảo đảo lập trường về vấn đề đó rồi. Trước kia thì Hoa Kỳ nói rằng là sẽ phải lật đổ ông Assad cho bằng được thôi. Yeah. Rồi đó, chúng ta thấy cái khi mà Đức Giáo Hoàng Francis công du Hoa Kỳ thì ông Obama đã dịu giọng xuống và nói rằng là chứ thôi bây giờ là để ông Assad ra đi mà thôi, chứ không phải là lật đổ. Nhưng bây giờ đó, thì cái chuyện gọi là cái giải pháp ông Assad ra đi đã không còn được bàn tới nữa. Là không có bàn tới nữa. Yeah. Và cái điều mà chúng ta lại chú ý là ông nói là chúng tôi yểm trợ 500 triệu Mỹ Kim cho các kháng chiến quân ở tại miền Nam phía Syria để chống lại chế độ Assad. Thì người ta lại khui ra, bây giờ đang khui ra thưa anh Nam Sơn. Có những kháng chiến quân như cái Hồi giáo mà Bassouni đó, thì cái nhóm này á, bề ngoài là đi với Mỹ, nhưng mà bề trong thì là tuyên thệ trung thành với ISIS. Thì nói rằng là đây hình như là một cái gì đó chưa hiểu hết. Vậy thì á, cái sự hiện diện của ông Assad bây giờ đó, thì giống như là Đức Hồng Y Ignacio Joseph Hua Yunan ngài có nói, là một cái sự cần thiết để ổn định, giúp cho người dân Syria khỏi bị chết. Thì như tôi vậy nghĩ, thì luật sư nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ có thể thay đổi thái độ và tiếp tục ủng hộ hoặc là hợp tác với Nga để giữ ông Assad lại nhằm có mục đích tiêu diệt cái nhóm nhà nước Hồi giáo hay không? Cái vấn đề mà tiêu diệt nhà nước Hồi giáo á, thì cho tới giây phút này đó, cái vai trò của nhà nước Hồi giáo có lẽ là đã không làm cho cái khối Hồi giáo thống nhất lại thành một được. Thì có thể họ vẫn cứ làm ngơ cái chuyện đó. Nhưng mà còn cái chuyện mà bảo rằng là để ủng hộ ông Assad ra mặt thì không, họ vẫn cũng sẽ làm ngơ. Cái điều này thưa Nam Sơn, anh Nam Sơn nhớ năm 1964, cái tàu chiến USS Maddox của Mỹ đậu ở tại vùng vịnh Bắc Bộ, thì có một cái biến cố mà lúc đó Tổng thống Johnson nói rằng là quân đội Bắc Việt tấn công, rồi lấy cái cớ đó để rồi Hoa Kỳ đổ quân vô giải quyết những cái vũ khí tồn động của Hoa Kỳ trong thời đại nhị thế chiến. Thì thưa quý vị đã thấy rằng là năm 2007 Hoa Kỳ đã giải mã và nói rằng cái hồi kỳ đó chúng tôi làm đây là một chỉ là một cái operation thôi, chứ không có sự thật. Thì cái vấn đề ở tại Trung Đông cũng hệt như vậy, có những cái mà chúng ta đang ở trong cái operation của họ thì chúng ta chưa hiểu hết. Nhưng mà tôi tin rằng thế hệ con em của chúng ta 40 năm, 50 năm sau sẽ được giải mã và thấy rằng cái bàn tay của Hoa Kỳ là double standard ở tại Trung Đông. Xin thành thật cảm ơn luật sư về những cái chi tiết mà luật sư đưa ra trong buổi hôm nay. Rất là thú vị, bởi vì có rất nhiều cái tập báo tới bây giờ người ta vẫn chưa nói tới những cái điều này. Yeah. Bởi vì có lẽ là nó cũng còn nằm trong cái dòng bí mật nhiều lắm. Vâng, như vậy và như vậy thì cái chương trình của ông Nam Sơn với Hoàng Duy Hùng mới đi sâu vô những cái gọi là cái chi tiết sâu hơn để quý vị đánh giá cái sự thật của nó, và có những cái hiện tượng mà chúng ta nhìn bề ngoài thấy nó chéo cẳng ngõng, nhưng khi chúng ta hiểu đằng sau rồi đó thì chúng ta mới thấy rằng tại sao nó lại chéo cẳng ngõng như vậy. Xin thành thật cảm ơn luật sư Hoàng Duy Hùng đã đến với đài VN TV 55.2 ngày hôm nay, và xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Xin hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong chương trình Thế Giới Tuần Qua kỳ tới.